Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 26 tháng 7 chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và ngay sau đó, ban này ra quyết định đưa vụ án của ông Lê Tấn Hùng, em trai cựu bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thành Hải vào diện theo dõi. Trước khi giữ chức tổng giám đốc công ty nông nghiệp Sài Gòn, ông Hùng từng là chỉ huy trưởng lực lượng thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi bị bắt ở Sài Gòn hôm 6 tháng 7, ông đã bị di lý ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Ông Lê Tấn Hùng hiện không phải là thành ủy viên và cũng chưa được vào ủy viên trung ương. Quyết định bổ sung đưa vụ án của ông Hùng vào diện theo dõi của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng dường như là điều chưa có tiền lệ. Báo nhà nước dẫn lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, chiến dịch bài trừ tham nhũng đã khởi tố thêm nhiều bị can, trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ cấp cao thuộc diện trung ương quản lý, nghĩa là không có vùng cấm. Việt Nam nói từ đầu năm tới nay đã thi hành kỷ luật với trên 120 tổ chức đảng, và gần 8.000 đảng viên vi phạm, trong đó có hơn 70 người thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị thi hành kỷ luật đảng và xử lý hình sự.